kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng đẩy mạnh quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cấp xã phường. Gặp mặt truyền thống 60 năm mở đường Trường Sơn. Hoa Đà Lạt với công nghệ Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp không để dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Chung sức vì đô thị văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 tại cấp xã phường thí điểm theo quyết định 218 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ngành liên quan và các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 được thực hiện thí điểm tại 24 xã phường thị trấn trên địa bàn. Sau một năm triển khai quyết định số 218 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về cơ bản được nhiều kết quả quan trọng. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn để tham gia tư vấn và đơn vị chứng nhận để phối hợp kiểm tra tình hình triển khai áp dụng ISO tại 24 Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thí điểm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2015 theo đúng quy định. Đồng thời, thành lập tổ công tác để điều hành việc áp dụng ISO, phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát tình hình thực tế, tổ chức đào tạo cho cán bộ công chức cấp xã về xây dựng quy trình ISO, thực hiện đánh giá nội bộ, tổ chức hội thảo về triển khai áp dụng ISO và hoạt động của ban dân cấp xã trên địa bàn tỉnh, nhằm thống nhất mô hình khung, hệ thống tài liệu dùng chung cho ủy ban dân cấp xã đối với 113 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tuy nhiên, quá trình triển khai mô hình này vẫn còn những hạn chế trong công tác phối hợp triển khai thực hiện ISO. Cán bộ chuyên môn còn thụ động trong việc áp dụng ISO tại đơn vị, chưa nắm bắt hết các điều khoản yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO. Số lượng thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi. Văn bản mới ban hành gây khó khăn trong việc rà soát, chỉnh sửa và xây dựng quy trình ISO. Hội nghị đã nghe các tham luận về đổi mới hoạt động, phương thức tiếp cận, đào tạo, nâng cao nhận thức, người quản lý hệ thống, đổi mới văn bản trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 ở cơ sở hiện nay. Đồng thời, được hướng dẫn việc áp dụng hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2015, dùng chung cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp các ngành trong triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Qua một năm triển khai, mô hình này đã tạo hiệu quả tích cực trong các cơ quan hành chính ở cơ sở, mang lại chất lượng dịch vụ công và cải cách nền hành chính theo hướng đồng bộ và thống nhất từ cấp cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp tục nghiên cứu đổi mới trong thực hiện, khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai quy định 218 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần xây dựng chất lượng tiêu chuẩn ISO ngày càng hiệu quả hơn. Kế hoạch 2018 chúng ta là phấn đấu đến 2021, nhưng trong thực tiễn đặt ra chúng ta giai đoạn 1 quá tốt, do đó là chúng ta quyết tâm giai đoạn 2 thực hiện 100% số xã còn lại. Do đó để thực hiện cái mục tiêu này, cũng đề nghị các sở ngành và các địa phương trong thực hiện cái hệ thống quản lý chất lượng, tăng cường cán bộ hướng dẫn cho các xã và tổ chức tập huấn để cho cán bộ cấp xã, người trực tiếp tham gia nắm được yêu cầu. Ủy ban tỉnh sẽ lưu ý coi đây là một trong những cái bước, một trong những điểm nổi bật về cải cách hành chính, làm thế nào để chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu ứng dụng ISO 9001. Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại cấp xã thí điểm theo quyết định số 218 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong một năm qua. Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, huyền thoại 19 tháng 5 1959, 19 tháng 5 2019. Hội truyền thống Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt vừa tổ chức buổi gặp mặt với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, các phòng ban thành phố cùng đông đảo hội viên của hội. Tại buổi gặp mặt,
Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Tổng quân ủy và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập đoàn vận tải quân sự mang tên đoàn 559. Với tinh thần sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đoàn 559 từng bước trưởng thành nhanh chóng và trở thành một hướng chiến trường tổng hợp với nhiều lực lượng. Có nhiều con em quê hương Đà Lạt đã anh dũng nằm lại trên chiến trường. Nhiều người trở về trên mình mang đầy thương tích. Sau khi rời quân ngũ trở về, các anh lại tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Tháng 10 năm 2013, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt được thành lập. Đây là tổ chức xã hội tự nguyện nhằm quy tụ những cá nhân và tổ chức trên địa bàn thành phố đã công tác chiến đấu ở Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để động viên chia sẻ giúp đỡ nhau và tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước, xây dựng đất nước quê hương. Đến nay, hội có gần 100 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội. Trong đó có 21 thương binh được hưởng chế độ chính sách, nhiều hội viên bị phơi nhiễm chất độc da cam. Thì trong cái quá trình mà sinh hoạt thì cô thấy là cũng rất là phấn khởi và cũng thấy vui. Bởi vì là trong hàng năm thì hội có tổ chức gặp mặt toàn thể các cán bộ và các đồng chí ở trong đường Trường Sơn thì chúng tôi cũng rất là muốn là hàng năm là muốn gặp lại các đồng chí đồng đội của mình đã và cũng tưởng niệm lại những các đồng chí đã hy sinh quên mình và giành lại độc lập đất nước. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh thành phố Đà Lạt thì rất được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như các ban ngành đoàn thể, đồng thời đặc biệt là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ cho hội và đồng hành cùng với hội trong quá trình thời gian từ khi thành lập đến giờ, và đồng thời có nhiều cái giúp đỡ kể cả vật chất lẫn tinh thần. Cho nên từ đó hội càng ngày càng phát triển và đến bây giờ cũng phải nói rằng hội hoạt động rất là thành công trong từ khi thành lập đến giờ. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt luôn thắt chặt tình đồng chí, đồng đội, nắm bắt hoàn cảnh từng hội viên, thăm hỏi nhau khi ốm đau hoạn nạn, là điểm tựa tinh thần của hội viên. Những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Để sản phẩm hoa Đà Lạt vững vàng chinh phục thị trường quốc tế, cần có những cú hích trong chiến lược phát triển ngành hoa. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đà Tẻ đã đạt 7 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Sau khi xã cuối cùng của huyện Đà Tẻ là xã Đà Lây chính thức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 9 tháng 5, huyện Đà Tẻ đã có 10 trên 10 xã về đích nông thôn mới. Huyện cũng có 22 trên 81 thôn đạt khu dân cư văn hóa kiểu mẫu. Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh được nhân dân Đà Tẻ đồng tình ủng hộ. Diện mạo địa phương ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,5 triệu đồng một năm. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên đơn vị diện tích đạt 85 triệu đồng. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đà Tẻ đã đạt 7 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đoàn thẩm định hoạt động tổ chức và kinh doanh mô hình du lịch canh nông trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành thẩm định thực tế gần 10 điểm du lịch canh nông ở thành phố Đà Lạt và huyện Lâm Hà, bao gồm các điểm doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận chuẩn và những điểm đang tiến hành xây dựng mô hình. Qua thực tế, có nhiều điểm du lịch mới với sự đầu tư bài bản, phục vụ tốt, thu hút nhiều khách du lịch trải nghiệm. Một số điểm du lịch đã xây dựng được thương hiệu, tiếp tục đầu tư, làm mới cảnh quan, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch thú vị.
Tuy nhiên cũng có những điểm thiếu sự đầu tư về xây dựng cơ bản cũng như chưa làm hài lòng du khách ở các khâu tiếp đón, dịch vụ đi kèm, v.v. Đây là đợt thẩm định nhằm đánh giá tình hình thực tế của loại hình du lịch canông. Từ đó, ngành du lịch sẽ có các biện pháp chấn chỉnh các cơ sở đồng loạt chưa đúng với quy định, đồng thời khuyến khích hỗ trợ các mô hình mới và kết nối với các đơn vị lữ hành, hình thành các tour tuyến nhằm quảng bá loại hình du lịch mới và hấp dẫn tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu của Lâm Đồng đến năm 2020, lượng hoa xuất khẩu chiếm 30% tổng sản lượng toàn tỉnh. Để sản phẩm hoa Đà Lạt vững vàng chinh phục thị trường quốc tế, cần có những cú hích trong chiến lược phát triển ngành hoa Đà Lạt. Và với sự hỗ trợ từ những dự án của Nhật Bản, sẽ dệt thêm ước mơ thay đổi chất lượng các sản phẩm hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đáp ứng được các chuẩn mực khắt khe của thị trường khó tính. Đây là khu vườn ươm giống sản xuất hoa hiện đại theo công nghệ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, thuộc dự án phổ cập thực chứng công nghệ phát triển vùng sản xuất hoa công nghệ cao. Thông qua hiện đại hóa giao trồng và sản xuất tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, do tổ chức Zika tài trợ. Chỉ mới hơn một tháng, cây đã mởn xanh, sự sinh trưởng mạnh mẽ. Công nghệ này lần đầu được áp dụng trên cây hoa cúc, cẩm chướng nhằm tạo ra giống sạch virus. Qua đó, nâng cao năng lực nghiên cứu sản xuất giống khỏe, sạch bệnh và chuyển giao cho các cơ sở sản xuất giống rau hoa trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn từ cái lúc trồng cây cho đến cái khi thu hoạch thì tất cả đều hướng đến cái vấn đề là mình rất là tỉ mỉ, mình nâng niu, chăm sóc nó rất là kỹ càng thì cái cây hoa nó chất lượng hơn, độ bền nó tốt hơn. Và rõ ràng từ cái chỗ đó thì nó sẽ làm nâng cái giá trị của cây hoa thì khi mình bán thì nó sẽ cao hơn. Với mong muốn hình thành một hệ thống sản xuất hoa chất lượng cao và áp dụng phương pháp sản xuất hoa của Nhật Bản tại Lâm Đồng, tháng 7 năm 2018, dự án phổ cập thực chứng công nghệ phát triển vùng sản xuất hoa công nghệ cao thông qua hiện đại hóa giao trồng và sản xuất có trị giá hơn 21 tỷ đồng do Zika tài trợ đã chính thức đi vào hoạt động. Theo đó, công ty sàn giao dịch hoa Himeji của Nhật Bản phối hợp với thành phố Đà Lạt xây dựng trung tâm nghiên cứu và nhân giống hoa với một phòng nhân giống cấy mô in vitro, khu vườn ươm sản xuất hoa hiện đại trên diện tích 2.000 m². Cũng tại đây, các chuyên gia Nhật Bản sẽ trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ nông nghiệp và nông dân Đà Lạt về cách chọn giống hoa để nhân giống, kỹ thuật canh tác, ngăn ngừa sâu bệnh và bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Trồng cúc theo cách mới á, là sẽ dăm đọt sau khi ngâm thuốc ra rễ thì sẽ dăm đọt trực tiếp vào luống, chứ không phải là mình ngắt đọt mà phải ra vĩ giống như nông dân hiện tại mình đang làm á. Lúc mà mình cắm đọt xong mình sẽ phủ bạc trắng cũng từ 2 tới 4 tuần. Lúc mà ra thì cây con nó sẽ khỏe hơn và nó không phải mất thời gian là mình phải rủ đất rễ ra nữa, nó sẽ bị đỡ bị sâu bệnh và tỷ lệ cây nó phát triển rất là tốt. Em thì muốn kết nối với dự án này lâu dài bởi vì dự án Zika là chỉ muốn tốt cho nông dân Việt Nam mình hơn. Nên em cũng muốn là càng ngày càng nhiều nông dân theo học và ngành bác Nhật kỹ thuật rất là tốt. Ví dụ phun thuốc gì, bệnh gì là các bác điều trị hết. Những cái công nghệ mới mà bên công ty Himeji triển khai thì hoàn toàn có thể áp dụng được với những cái vùng đất mà sản xuất hoa tại khu vực Đà Lạt cũng như là khu vực xã Xuân Thọ nói riêng. Và cái vùng mà đang phát triển về cây hoa cúc và cây hoa cẩm chướng cũng khá là nhiều. Bên cạnh hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho ngành hoa của tỉnh, với mục tiêu hướng tới xây dựng những nông vụ sản xuất xuất sắc, cải thiện năng suất thu nhập cho người nông dân. Dưới sự hỗ trợ của Zika, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và thực hiện dự án phát triển nông nghiệp theo cách tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư, nhằm mục tiêu xây dựng nông nghiệp Lâm Đồng thành vùng nông nghiệp giá trị cao hàng đầu Đông Nam Á, hình thành các trung tâm sản xuất chế biến rau hoa đạt tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế, cung cấp cho thị trường Nhật Bản và các thị trường cao cấp khác. Lâm Đồng rất có tiềm năng, có một khí hậu kỳ diệu trong việc sản xuất các sản phẩm cà phê, sữa, rau, hoa, quả chất lượng cao. Đất nước chúng tôi rất coi trọng vấn đề an toàn và chất lượng đối với thực phẩm. Nhiều doanh nghiệp và siêu thị Nhật Bản đang chọn Việt Nam như một mắt xích mới trong chuỗi cung ứng nông sản. Thời kỳ để nông nghiệp của các bạn bùng nổ đang đến rồi. Cùng với những điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng thuận lợi, việc phát triển Lâm Đồng thành vừa rau hoa và điểm du lịch xanh số 1 ASEAN cần bài bản, có sự hợp tác và chuyển giao công nghệ của nước ngoài. Đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta có ngành công nghệ cao trong sản xuất rau sạch, hoa sạch xuất khẩu. Nên khi nông dân làm việc hoặc hợp tác với người Nhật, sẽ học được cách làm việc quy mô chặt chẽ và quan trọng hơn là bài toán về chất lượng nông sản đã, đang và sẽ được giải quyết. Từ đó, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích của người nông dân sẽ ngày một nâng cao.
Tiếp tục chương trình thời sự tối nay là một số tin vắn đáng chú ý khác. Chiều 9 tháng 5, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Đã tổ chức khám sức khỏe cho 1.156 công dân tuổi từ 18 đến 27. Qua xét tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2019 với 137 công dân, trong đó có 5 đảng viên, 13 công dân có trình độ cao đẳng, đại học. Thành phố cũng đã thực hiện tốt công tác tổ chức hội trại tổng quân, công tác hậu phương quân đội. Thành phố Đà Lạt đã giao 130 trên 130 tân binh cho 3 đơn vị gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 và Lữ đoàn Thông tin 23, Quân khu 7, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tuy nhiên, công tác quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ ở một số địa phương thực hiện chưa tốt, còn hiện tượng công dân chuyển hộ khẩu để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thực hiện chủ đề năm 2019 là an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Trọng đã tập trung triển khai các hoạt động xung quanh ba nội dung chính là an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, an toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, an toàn trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, việc tạo môi trường an toàn lành mạnh cho trẻ em cần phải được các cấp hội chú trọng thực hiện, đảm bảo cho các em được phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Trọng cũng tiếp tục huy động nguồn lực để triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ, như triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, xây dựng các mô hình, các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Ngoài ra, việc phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới cần được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của cộng đồng về đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước với những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường các biện pháp không để dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Con Tum chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi trái phép. Tính từ đầu tháng 2 năm 2019 đến nay, cả nước đã có 25 tỉnh, thành phố xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Trong đó, địa phương mới nhất bùng phát dịch là tỉnh Đồng Nai, cho thấy dịch tả lợn châu Phi đã chính thức nam tiến. Trong bối cảnh đó, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã họp khẩn với các ban ngành, quận, huyện để tăng cường các biện pháp không để dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục thú y thành phố Hồ Chí Minh đã lập tức làm việc với tỉnh Đồng Nai để phối hợp chống dịch, như thiết lập kênh trao đổi thông tin, giám sát chặt chẽ nguồn lợn từ Đồng Nai về thành phố và chỉ di chuyển qua hai tuyến đường là quốc lộ 1A và 1K để đảm bảo việc trình phúc kiểm, tiêu độc khử trùng xe chở lợn. Ngoài ra, lực lượng chức năng thành phố cũng đã tổ chức chốt chặn 24/24 giờ tại tất cả các điểm nóng. Tuy nhiên, thành phố đang lo ngại nguy cơ nguồn thịt lợn giết mổ trái phép bằng nhiều cách sẽ thâm nhập các chợ. Trong cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì khả năng là sẽ có những cái trường hợp là họ sẽ giết mổ heo từ các tỉnh đưa về các cái chợ truyền thống, các cái chợ tự phát thì cái nguy cơ ảnh hưởng đến địa bàn thành phố mình cũng rất là cao. Theo Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thì rất khó dẹp các chợ buôn bán trái phép. Do đó, tình thế của thành phố Hồ Chí Minh đang rất cấp bách. Ngoài việc chốt chặn như hiện nay thì phải phối hợp chặt chẽ với các tỉnh vùng giáp ranh để kiểm soát và chủ động ứng phó. Phải kiểm soát chặt chẽ 100% nguồn từ các tỉnh vào thành phố. Cái thứ hai thì kiểm ở đâu? Kiểm nội bộ. Tại vì chúng ta có đàn heo 234.000 con. Nếu mà kiểm có phát sinh, mà phát hiện, mà bệnh thì phải hết sức kỹ lưỡng, phải tái kiểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các địa phương có chăn nuôi lợn trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm soát. Nếu để xảy ra dịch bệnh thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm trên người và khuyến khích người dân chủ động mua bán thịt lợn tại nơi có uy tín, chất lượng, không hoang mang làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi và thị trường. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đợt mưa lụt lớn diễn ra vào đầu vụ, nhiều diện tích lúa phải gieo xạ lại, gây trễ lịch thời vụ. Nhưng vụ đông xuân 2018-2019 của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đạt năng suất khá cao. Vụ lúa đông xuân 2018-2019, gia đình bà Kim sản xuất gần 4 sào lúa thuộc cánh đồng ven sông Bàn Thạch. Khác với mọi năm, vụ này, bà sử dụng giống lúa chất lượng cao Thiên Ưu 8 để gieo xạ. Cây lúa ít bị sâu bệnh, việc chăm sóc cũng đảm bảo nên sản lượng lúa của gia đình bà cho thu hoạch cao. Năng suất như một sổ nữa thì phải tan lên vài chục on. Còn bản thân thì vui mừng, thì giờ nào lùm năm thì cũng rất là cũng vui mừng lùa được. Nguyên nhân từ là mình chăm bón phân bổ bơ nước nâu là đầy đủ,
lãng trúng. Xã Tam Thăng là địa phương có diện tích sản xuất lúa vụ đông xuân 2018-2019 lớn nhất toàn thành phố, với trên 400 hecta. Qua đánh giá của Ban Kinh tế xã tại nhiều cánh đồng như Vĩnh Bình, Thái Nam, Thạch Tân, năng suất lúa đạt trên 60 tạ một hecta. Cùng với về lịch thời vụ, vụ này bà con sử dụng giống lúa trung và ngắn ngày nên tránh được thời tiết không thuận lợi. Đến cuối vụ, lúa cho sản lượng lớn. Lúa so với năm nay là ở địa phương là dùng đa phần là thiên ưu, giống thiên ưu. So với mọi năm thì có lẽ là năng suất nó cao hơn. Thì theo bản thân tôi nhận thấy là coi như đối với bản thân thì thấy rất là phấn khởi. Hơn nữa trong các công việc gặt hái thì nói chung là nhờ có máy móc rồi phương tiện rồi làm nông là nó rất là tiện lợi, rất là khỏe và so với những năm khác. Vụ mùa đông xuân 2018-2019 toàn thành phố Tam Kỳ gieo sạ gần hết diện tích theo kế hoạch, đạt 1.248 trên 1.250 hectare lúa, vượt qua khó khăn ngay từ đầu vụ khi nhiều diện tích phải gieo sạ lại. Công tác chỉ đạo sản xuất được ngành chuyên môn và các địa phương tập trung triển khai nên năng suất lúa toàn vụ đạt bình quân 57 tạ trên 1 hectare, tăng gần 3 tạ 1 hectare so với năm ngoái. Trong đó, phường Tân Thạnh là đơn vị dẫn đầu với năng suất 62 tạ 1 hectare. Dự thảo chiến lược sở hữu trí tuệ 2030 đang được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng với sự tham vấn của các tổ chức quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng chiến lược trong lĩnh vực này, khẳng định vai trò của sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh tế xã hội. Đây là vấn đề được đặt ra tại tọa đàm Vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế xã hội do Bộ Khoa học và Công nghệ vừa mới diễn ra. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam phải thực thi các cam kết, các điều ước quốc tế, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, với yêu cầu cao về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đứng trước những vấn đề này, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ ngành xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia tới năm 2030. Thì nó cần phải có sự vào cuộc của tất cả các giới, các ngành, các cơ quan chủ quản, cũng như là các chủ thể khai thác cái quyền sở hữu trí tuệ đó. Có như thế thì cái nguồn lực của chúng ta mới có thể phát huy và cái hàm lượng quyền sở hữu trí tuệ mới có thể gia tăng. Dự thảo chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia 2030 của Việt Nam toàn diện với đầy đủ các nhân tố để thúc đẩy hệ thống sở hữu trí tuệ. Đây cũng là một chiến lược đầy tham vọng mà thách thức lớn nhất chính là khâu thực thi, làm sao để thống nhất và thúc đẩy sự vào cuộc của các bên, bao gồm các bộ ngành, cơ quan. Quan trọng nhất chính là nhận thức về sở hữu trí tuệ. Tại tọa đàm, các chuyên gia đã tập trung đưa ra nhiều khuyến nghị cho dự thảo chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, trong các vấn đề như cải thiện chính sách và pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, giải pháp để khuyến khích và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ, hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum từ ngày 10 tháng 5 mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát sỏi tại các địa phương và kết thúc ngày 31 tháng 7, 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi tập kết cát sỏi tập trung ở những địa bàn giáp danh phức tạp, các dự án công trình xây dựng sử dụng số lượng lớn cát sỏi và kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết cát sỏi trái phép. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cũng có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn các huyện, thành phố để phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 8 tháng 5, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có liên quan ở tỉnh xem xét xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm về khoáng sản và pháp luật liên quan đến hoạt động thăm dò khai thác đất sét tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum. Người dân phường 1 thành phố Đà Lạt chung sức vì đô thị văn minh. Đây là nội dung sẽ có trong phóng sự cuối của chương trình thời sự tối nay. Thành công đại thành công, giang dây non nước biên giới mặt trận ta.
tươi hồng. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với chung sức đồng lòng từ đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các mô hình thiết thực, tạo được sự đồng thuận từ phía người dân đã giúp phường 1 thành phố Đà Lạt trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu xây dựng thành công mô hình phường nâng chuẩn văn minh đô thị. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó, bộ mặt đô thị tại trung tâm thành phố ngày càng hiện đại, văn minh, khang trang hơn, giúp thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển và là một điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện. Với tốc độ đô thị hóa tại trung tâm thành phố Đà Lạt, ông Dương Vinh và bà Trần Thị Sô tại phường 1 luôn trân trọng mảnh vườn xanh của gia đình mình. Không gian xanh này không chỉ là nơi để cả gia đình tụ họp trò chuyện, là nơi để các cháu vui chơi, mà khu vườn xanh hơn 10 tuổi đời này cũng là nỗ lực của cả gia đình trong việc giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, nhắc nhở mọi người xung quanh cùng giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực. Thực sự thì gia đình mình cũng nghĩ rằng cây xanh là một cái điều cần thiết cho môi trường. Thật ra trong lúc gia đình có một cái khoảng trống thì muốn tạo một cái mảng xanh trước nhất là cho gia đình, để gia đình cũng có chỗ thư giãn, sau là cũng tạo một cái cảnh quan trong thành phố cho nó đẹp. Cũng là một cái đóng góp nhỏ thôi, với thành phố là một cái đóng góp nhỏ, tại vì mình nghĩ mình không có phải lan rộng quá, mình chỉ có làm. Nhiều người họ cũng đi ngang và họ thích lắm, họ nói là ở thành phố mà mình cố gắng giữ một cái không gian xanh sạch đẹp vậy thì quá là tốt. Là trung tâm của thành phố Đà Lạt, nơi mật độ giao thông lớn cũng như tập trung nhiều nhà hàng khách sạn, nhân dân phường 1 luôn ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, ngay khi mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm được Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức đã được các hộ gia đình tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực. Bên cạnh đó, một trong những mô hình thể hiện sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân và chính quyền địa phương đó là mô hình camera an ninh. Gần 130 triệu đồng là số tiền lắp đặt camera an ninh tại các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Như Thạch, Thủ Khoa Hương, Nguyễn Chí Thanh. Do Ban Công tác Mặt trận, các tổ dân phố phối hợp vận động nhân dân đóng góp đã góp phần giúp các ngành chức năng quản lý tốt tình hình an ninh trật tự, hạn chế tình trạng trộm cắp, vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh ở địa bàn thì nói chung từ hồi nào giờ vẫn tốt, nhưng mà khi mà có hệ thống này thì người dân cảm thấy an ninh có yên tâm hơn. Bởi vì có cái hệ thống này thì nó đảm bảo được nhiều mặt khác. Camera nó rất có lợi, xảy ra chuyện gì là mình biết liền và mình xử lý. Vì từ cái đó mà nên khi này nó rất an toàn. Có thể nói phường 1 thành phố Đà Lạt là một trong những đơn vị đi đầu trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Để làm được điều đó, Ban Công tác Mặt trận tại địa phương luôn tập trung triển khai xây dựng các mô hình tự quản, đa dạng trên các lĩnh vực, đáp ứng với nhu cầu lợi ích thiết thực của người dân, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần quan trọng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Căn cứ các cái tiêu chí của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì cũng đã triển khai hướng dẫn cho các cái khu dân cư đăng ký các cái mô hình trong cái cuộc vận động, như là các cái mô hình về khu dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông. Thông qua các cái phong trào thì đã góp phần cho hoàn thành tất cả các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu theo nghị quyết của đảng ủy đề ra, thì nhân dân cũng hoàn toàn đồng tình và hưởng ứng và tích cực tham gia. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một cuộc vận động lớn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai trong nhiệm kỳ qua. Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.